Âm thanh bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em. Hôm nay lại mình có một số lô mình bán cho mấy anh em đây. Trước tiên đầu like mình có một cặp loa model là 2035 HBL mấy anh em nha. HBL ha. Lo này còn mới cũng 99% luôn mấy anh em. Lo còn rất đẹp luôn, lo Mỹ nồi ha. Đây nè. Nè, màn zin xịn luôn mấy anh em nha. Đây. Màn zin của JBL ha. Đây. Màn zin của JBL. Hai chiếc này giống nhau. Màn zin của JBL hết mấy anh em. Đây. Ha, sơ ghi luôn. Gã cho một cái lo một thùng ra. 2035 HBL nè, lo Mỹ. Lo này từ 190 khuôn bỉnh 76 nha mấy anh em nha. Đây nè. Đây. Khuôn 76. Lo này thì bao đẹp mấy anh em ha. Bao zin bao đẹp nha. Màn của nó nè. Ha. Zin đẹp hết, lo mũi rất đẹp luôn. Đây. Bao zin bao đẹp. Bao zin bao đẹp mấy anh em nha. Bao zin bao đẹp. Lo này tiếng hay lắm mấy anh em. JBL 2035 HBL này có bát mà tiếng rất kháng. Cái màn gân này nè. Ha, tiếng của nó rất hay. Rồi, cặp này đầu like mình xả anh bán cho mấy anh em luôn ha. 7 triệu mấy anh em nha. 7 triệu cặp lo này, hai cái lo này ha. Với giá là 7 triệu. Màn giống nhau hết ha, giống nhau từ chi tiết 100% anh em nha. Lo này giống nhau từ số sơ ghi, số màn mới còn rất là mới, màn còn rất mới. Bữa nay xả 7 triệu. Lúc trước mình có mấy cặp này bán 7 triệu rưỡi ha. Bữa nay có cặp này mình đầu like mình bán cho mấy anh em xem like. Với giá 7 triệu nha mấy anh em nha. 7 triệu. Một cặp lo JBL 40. Cái đây mình có một cặp nữa. EV mấy anh em à. Cái này cũng Mỹ nồi ha. Anh em nào biết thì Mỹ nồi. Lo này thì cool nó khoảng 60 mấy 70 á mấy anh em. Ha. Lo EV thì dòng này thì tiếng của nó lo là chuyên về lời mấy anh em nha. Lời của nó cực kỳ hay, cực kỳ sáng tiếng ha. Anh em nào làm lời thì EV nè. SC300 của Vivay rồi đó là cũng gần như nhau mấy anh em. EV Mỹ nè ha. Lo nè, EV Mỹ nha. Lo này thuyên nhiều lời, chuyên nhiều lời mấy anh em nha. Lo EV này chuyên nhiều lời. Hôm nay mình có một cặp nè. Mình xả luôn mấy anh em. Lo còn rất mới luôn ha. Mấy anh em biết viền gân là EV nè. Màn EV nè ha. Nhìn là biết rồi. Nhìn lo EV là biết gân rất màng đó nè. Lo cũng còn rất đẹp luôn mấy anh em. Cũng còn rất đẹp luôn ha, chỉ đóng bụi bặm thôi, về nó bụi bặm vậy thôi, lao lên còn rất mới nha mấy anh em nha, lao chùi ra còn rất mới, nó bụi sơ sơ thôi ha. Rồi cặp EV này mình bán, mấy anh em bán xả cho mấy anh em luôn. Cái lô là từ 190 mấy anh em nha, từ lớn á, từ 190 chứ không phải từ 160. Từ 190 EV này nó có hai dòng, một dòng từ 160, một dòng từ 190 mấy anh em. Dòng này dòng từ 190 nè ha, từ 190 có loại dòng từ 170. Rồi, mình này bán rẻ luôn cho mấy anh em luôn. 4.500.000 lo EV cho mấy anh em nha. Giống nhau hết, cặp này cũng nhau hoàn toàn luôn. Bao xịn bao zin ha. Tới đây mình có một chiếc cũng EV nữa mấy anh em. Chiếc 40 ha. Cái này đời sau này khung nó màu đen nè. Ha. Đó. Chiếc là chuyên về súc nha mấy anh em. Cao, rất là sâu, từ rất là bự, rất là dày luôn mấy anh em. Chiếc này lên mấy anh em làm súc điện, súc hơi cũng được nha. Chiếc 40 này quýnh súc nha. Hộ nó rất là cao mấy anh em, mà lo nó cao bằng lo 50 mấy anh em ha. Rồi. Cool 100 từ 220. Cao bằng lo 50 mấy anh em. Nè, keo nó rất đẹp luôn. Lo còn rất mới mấy anh em. Nè. Ha. Đây, cổ keo rất đẹp. Lo còn rất là đẹp luôn. Mà rất là nặng mấy anh em ha. Chiếc này thì nói chung quýnh súp mà. Nè. Gân đó nè, gân tẩm dầu rồi đàng hoàng hết ha. Rồi, chiếc này anh em mua mình bán cho 2.300.000, 2.300.000 mấy anh em nha. Tới đây mình có một cặp BNC xương đứng Trung Quốc mấy anh em. Hai chiếc này thì giống nhau hết, nó lai nhau cái đít mờ, cái đít bóng mấy anh em nha. Đít mờ, đít bóng như thôi, còn ngoài ra nó giống nhau hết mấy anh em. Lo này từ 190 khung 76, lo đít 7 màu nè mấy anh em. Keo chỉ màu hồng nè, keo màu hồng nè. Anh em nào biết chơi lo là biết liền nè,
nè, keo nè ha. Đây. Lo này zin hết mấy anh em. Nè. Chiếc này nè. Bao zin. Gân tẩm dầu ha. Bao zin, bao đẹp luôn. Lo còn như mới lắm anh em nha. Còn chiếc này nè, keo màu hồng nè ha. Nè, anh em biết lo bãi ha. Đều rất là đẹp ha. Hai chiếc này màng cũng gần giống nhau luôn anh em. Like nhanh chút xíu thôi. Vì cái model đời lắm anh em. Nè. Gân cũng giống nhau ha, mạng giống nhau, like nhau đời một chút xíu. Bán rẻ luôn. Cặp này nếu không like là 3 triệu, like bên em mình bán cho anh em 2 triệu 600 ngàn thôi. Like chút đỉnh cho anh em. Bán rẻ luôn. Chính bán rẻ lắm anh em nha. Tới đây. Mình có một cặp 40 nít sò lo neo anh em nha. Cái này mình có 2 cặp nè. Sườn có số nè. Ha. Anh em nào muốn gấp à gọi tiễn ra gây thì lo neo này hết ý mấy anh em. Đây nè. Hôm trước mình về 2 cặp, nên về 2 cặp nữa. Cái này mình có 4 cặp. Này màng nè. Nè. Đây. Cun 86 ha, lo này cun 86, lo neo Nexer cun 86. Gấp a gây quả tiễn là hết ý ha. Quả tiễn thì cun lớn này nó không thiếu lô mấy anh em nha. Đây. Cái này mình có 2 cặp. Nè, anh em gấp qua tiền mình có 2 cặp. Anh em muốn cặp bán cặp. Lo còn rất mới luôn. Giấy nè. Rất là xịn sò anh em nha. À. 2 cặp nha. Đây nè. Anh em nha. Đây, cun 86 hết mấy anh em nha. Giống như nhau luôn. Đây. Đây. Ha, giống nhau hết. Ha, màn giấy cun giống như nhau hết. Rồi, cặp này mình bán cho mấy anh em, bữa nay mình bán xả luôn cho mấy anh em nè. 4 triệu 500 ngàn luôn. Ha, bán xả luôn, 4 triệu. Lo 40 cun 86 mấy anh em nha. Nét sồ. Đó. Rồi. Lại mình có hai cái code BA nè mấy anh em. BA. BA BA cộng BA chân. BA chân mấy anh em. Hai cái. Ha, hàng bãi về nha mấy anh em. Còn mới chín mấy phần trăm nè. Ha. Tem nhát cái này nè mấy anh em. Ha, còn mới chín mấy phần trăm luôn. BA. Ha. Cái này mình bao hàng Mỹ xịn mấy anh em nha. Bao hàng Mỹ xịn có số nè, bao hàng Mỹ xịn. Ha. Bao lỗi lầm. Anh em nào sai lỗi lầm này alo mình ha. Cái này là hàng xịn mấy anh em nha. Đây nè. Gắt nêu chích nè. Ha. Cái này là Mỹ xịn nha. Đây. Anh em nhìn hàng Mỹ xịn là biết liền nha. Đây. Mình có hai cái mấy anh em. Hàng Mỹ xịn chứ không phải hàng Trung Quốc nha. Đây. Hàng Mỹ xịn. Nói chung á cái gót Mỹ á nhìn là biết liền mấy anh em. Nhìn cái màu sắc của nó với này. Cái này không phải hàng Trung Quốc. Nè. Đây. Nó để made in China là cái này là đời sau này nó sản xuất tại Trung Quốc mấy anh em nha. Chứ không phải là hàng Trung Quốc. Nó có cái này á, nó có một cái đời máy in Uda nó, nhưng mà nó cũ lắm anh em. Nó không mới được gì đâu. Tại vì nếu mà sản xuất ở Mỹ thì nó tầm 20 mấy năm rồi. Cho nên nó không mới được gì. Cái dòng sản xuất ở China này tầm ở 10 năm, 10 mấy năm trở về đây. Cho nên nó còn rất mới nha. Còn mấy anh em mua cái đời này mà để máy in Uda mà còn mới tinh á là Trung Quốc nháy nha mấy anh em nha. Đó, mình giải thích cho mấy anh em hiểu nha. Rồi. Cái này mình bán 4 triệu một cái luôn mấy anh em. Mấy anh em bán xả luôn. 4 triệu một cái gót BA chân hàng của Mỹ em anh em nha. Rồi. Tới đây mình có 2 cặp súp 50. Nè. Simber. Thì anh em nào biết chơi đồ bãi thì cái hiệu Simber này nó cũng rất là nổi tiếng với anh em ha. Đây. Đít 6 lỗ. Này cái lo này nó giống như lo BNC đít 6 lỗ nhưng mà từ nó rất là dày. Em anh em nha. Từ nó rất là dày. Mà từ nó đang mung rồi anh em à. Từ rất là dày. Cun cũng 7, cun 100. Từ 220 mà từ rất là dày mấy anh em. Ha. Đây. Cái này mình có 2 cặp. Em anh em nè, 2 cặp. Còn mới như nhau hết. Lo còn rất mới mấy anh em. Lo còn zin mới 90% luôn á. Ha. Ha, quay cho mấy anh em coi. Nè. Cổ cun từng cái luôn nè. Rất đẹp. Lo này rất là đẹp. Ha. Nhìn hết nè mấy anh em à.
zin hết. Đây à, có cái mã vạch trình từ luôn mấy anh em. Những cái lo này là rất là hay, mà đặc biệt là có một lớp keo tẩm dầu giống như BNC xịn luôn ha. Cái lỗ mũi với lớp keo nó giống như BNC xịn luôn, em thấy không? Em thấy không? Nè, bốn chiếc như nhau hết, giống như BNC xịn. Đó, bốn chiếc đẹp như nhau hết mấy anh em, giống như BNC xịn luôn á. Đây nè, đó. Mình quay cho mấy anh coi, nó quá đẹp mấy anh em nha. Bốn chiếc này mấy anh em mua về làm xếp đôi thì hết ý với mấy anh em nha. Lỗ mũi của nó nè ha, từ lỗ mũi đến cái keo màng, cái giấy nó y gan như lo BNC luôn mấy anh em. Cái keo nè, cái keo nó hình sáng ốc nè, cái keo dưỡng màng này zin của nó nha mấy anh em, zin của nó nè, anh em nhìn nè ha, có một lớp chống thấm nước trong ngoài luôn á. Cái này nó dưỡng trong dưỡng ngoài nữa mấy anh em, rất là đẹp, thấy không? Đó, mà màng mà sợi tinh nóng ánh luôn, mình thấy không nào? Đó, chiếu chiếu luôn, cổ cua này rất đẹp luôn nè. Đây, hai cặp mình bán cho mấy anh em 4.3 triệu một cặp mấy anh em, với hai cặp lo này, ha. Anh em nào mua về sở hữu hai cặp lo này là quýnh tiếng, vừa mềm mà vừa hay luôn mấy anh em. Mình thấy nó làm thiết kế nó giống như là lo xịn luôn mấy anh em, ha. Lo hay nè, cái keo nó đổ nè mấy anh em nào, ha, rất đẹp. Cái giấy của nó nè, tiếng búng cái tiếng nó ra cái đầu trầm hay lắm anh em. Mấy anh em này đi keo này, nó lớp keo này mấy anh em đi mưa đi gió rồi này kia nọ là không bao giờ gách màng được ha. Gân cái tấm dầu nó rất là đẹp. Rồi, hôm nay anh thăm bãi Tuấn Phương ha. Có một số lon bán cho mấy anh em. Anh em nào mua thì liên hệ với mình. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển mấy anh em nha. Phí vận chuyển thì nó cũng không nhiều đâu. Vài chục ngàn thôi. Anh em nào có nhắn tin kết bạn thì cứ nhắn nha. Do Zalo mình bạn nó bị đầy, cho nên anh em nào kết bạn thì từ từ mình sẽ kết bạn tới nha. Mình sẽ xóa những một số anh em ít tương tác nào đó ha, rồi mình sẽ kết bạn là những anh em cứ an tâm nha mấy anh em nha. Rồi xin cảm ơn mấy anh em.